Xin chào tất cả các bạn của Dũng nhá. Xin chào những khán giả hâm mộ của Dũng. À, bây giờ đã là hai mắt xem rồi. Mình sẽ chia sẻ câu chuyện của mình. Đấy là cái độ tuổi 35 này thì nó so với mọi người là quá trẻ. Nhưng mà Dũng đã quyết định là nghỉ hưu sớm ở độ tuổi 35. Nhưng mà trong cái quá trình Dũng nghỉ hưu ấy, Dũng tham gia vào một số các hội nhóm nhưng mà cảm thấy là mình không hợp với những cái hội nhóm đó. Ví dụ như là những cái câu lạc bộ hưu trí này, những cái câu lạc bộ thơ của người cao tuổi này thì Dũng không thấy hợp, bởi vì ok, Dũng có thể là Dũng thích làm thơ nhưng mà cái phong thơ của Dũng ấy nó bị trẻ trung hơn. Với cả Dũng cũng tham gia vào một số các nhóm những người trẻ mà các bạn ấy rất là thích start up, nhưng mà Dũng lại cũng không thích start up. Dũng nghĩ rằng là cái số tuổi của Dũng thì nó cũng già hơn so với cả các bạn trẻ rồi, cho nên là Dũng cũng không hợp với cả những cái hội nhóm đấy. Thế cho nên là Dũng cảm thấy Dũng đang dỗi quá đi mất luôn ý. Mà Dũng thấy là các cụ có cái câu gì ấy nhỉ? Đúng rồi, cái câu là nhàn dỗi lỗi người ấy, có đúng không hả các bạn? Nói thế thôi chứ có nhàn rỗi hay là bận rộn thì nó cũng có đủ các cái vấn đề của nó. Quan trọng là do là mình quản lý quỹ thời gian của mình như thế nào. Mà nói thì dễ chứ làm thì rất là khó. Tôi là một người rất có vấn đề trong việc quản lý quỹ thời gian. Vũ Trang thuộc mảng gọi là bận quá không quản lý được hay là nhàn quá không quản lý được? Tôi thấy nhá, có những lúc thì tôi ngồi buồn chân buồn tay chẳng biết làm gì cả. Mẹ tôi bảo là thôi rảnh quá thì ngồi đếm ngón chân ngón tay đi. Thế có những lúc thì mình thấy mình bận bu đầu luôn ý. Xong rồi mình lại ngồi mình than. Thế rảnh thì bảo là chán. Mà bận thì lại bắt đầu ngồi bảo thôi chết rồi, không thể nào mà chịu nổi cái kiểu này nữa đâu. Mà bây giờ người ta lại còn hay có nói đến chuyện là bận rộn quá, không cân bằng được cuộc sống, phải tìm cách để chữa lành cho tâm hồn. Nhiều người thì có thể là đi du lịch này, rồi là tự nhiên là học thêm một kỹ năng gì mới này. Nói chung là có muôn hình vạn trạng những cách để người ta hay gọi là tránh nhàn rỗi rồi là lỗi người. Dân rất không thích là bị nhàn quá, rơi tõm vào một cái không gian mà mình cảm thấy là bắt đầu mình thiếu giá trị. Đôi khi chúng ta bận quá, bận đến mức mà chúng ta chẳng còn thời gian để yêu nhau nữa. Rất nhiều những cái ứng dụng hẹn hò các thứ là nở rộ để cho người ta phải thật là nhanh, bởi vì quá nhiều công việc là bận rộn, quá nhiều thứ phải làm. Chưa chắc mình đã bận rộn đến như thế đâu, nhưng mà mình đua khoe với mọi người rằng là tôi là người bận rộn lắm đây. Cân bằng để làm sao cho nó hợp lý, cái quỹ thời gian của mình nó không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Bởi vì là một ngày nó chỉ có gần đấy tiếng, đúng không ạ? Nó chỉ có, mình không thể xin hơn thêm được một giây phút nào nữa. Thì vậy bây giờ những cái thời gian đấy mình làm cái việc gì, những cái cố định ban ngày thì đương nhiên ai cũng biết rồi. Nhưng có những thứ nó phát sinh hoàn toàn ngoài cái ý muốn của mình. Và cái quỹ thời gian nó ảnh hưởng, giống như là tôi đồng ý với Tú, nó bận, nhiều khi nó bận tới mức là người ta không còn thời gian để yêu nhau. Đấy là trong tình yêu nhé, còn tình bạn rồi rất nhiều thứ khác cũng vậy. Có nhiều khi hẹn nhau, một cuộc hẹn, thế rồi là cứ rối tung rối mù lên. Người này hẹn người kia, người này hẹn người kia, xong cuối cùng nhiều khi cuộc hẹn cũng không thành được nữa. Chúng ta lại phải vừa lo cho bố mẹ này, vừa lo cho con cái của chúng ta này, vừa lo cho các mối quan hệ ở bên ngoài này. Chắc chắn rằng là cái quỹ thời gian của chúng ta hạn hẹp một cách kinh khủng khiếp. Thà chúng ta tìm cách cân bằng trong một cuộc sống bận rộn thì hay hơn là đang rất là nhàn và không biết làm thế nào để bận hơn. Nhàn rỗi là do chúng ta nghĩ như vậy thôi. Vì với những cái người chăm chỉ, những người tích cực ấy, thì họ luôn vận động. Cứ khi nào mà họ cảm thấy là không còn việc gì để làm trước mặt nữa thì lại bị lo rằng là thôi chết rồi, chẳng lẽ lại mình không làm được việc gì có ích nữa hay sao? Rỗi rãi quá thì nó bị lác ấy. Lác mạng luôn. Thề luôn. Em thì em thấy rằng là cái thời gian, cái quỹ thời gian ấy mà chúng ta sắp xếp thế nào thì cũng không thể giống như là một cái lập trình của máy vi tính, bởi vì chúng ta là con người. Nó còn phụ thuộc vào cả cảm xúc nữa cơ. Còn khi vui, khi buồn, khi tức giận, khi cảm thấy yêu đời, vân vân và vân vân, em lại là người hay sử dụng thời gian theo cảm xúc. Chúng ta không đóng góp gì cho cái gọi là cái cuộc sống xung quanh chúng ta, không đóng góp được gì cho tất cả những con người xung quanh chúng ta, những người thân xung quanh chúng ta và cho chính cái giá trị bản thân của chúng ta, thì cái sự nhàn ý là cái sự nhàn rỗi lỗi người. Đôi khi cái sự nhàn rỗi lại nó hơi bị đồng nghĩa với cái việc là mình sống mình cũng không quan tâm đến người xung quanh nữa. Khi mà mình đã có lòng, khi mà mình đã có tâm ấy, mình làm chẳng thiếu gì việc để mình quan tâm. Nhàn, nó còn là nhàn thân và nhàn tâm nữa cơ. Thấy mình thong thả thế này chưa chắc mình đã nhàn.
bận cũng vậy. Ví dụ như vậy. Bận cũng là phải có bận tâm nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Bận tâm, bận lòng. Ai là người mà chúng ta đang ưu tiên thì hãy dành thật nhiều thời gian cho họ. Dành cái sự bận rộn, bận rộn yêu thương, bận rộn cái gọi là cái sự chăm sóc, cái sự quan tâm thì nó thật sự là rất là cần thiết. Cho nên rằng là đúng, nhàn rỗi hay bận rộn, xét cho cùng là cái cách mà chúng ta đang sử dụng cái cuộc đời của chúng ta ra sao. Giữa nhàn thân và nhàn tâm ấy là người ta rất dễ nhầm lẫn. Giống như một người rất là bình thản, rất là thong thả nhưng chưa chắc là người ta đã nhàn đâu. Trong đầu, trong tim họ đang nghĩ điều gì thì ai có thể biết được. Cho nên nếu mà để nói rằng là sống nhàn, nhạt người thì có lẽ em cả hai khái niệm đó đều đúng. Vì em thấy mình vừa nhàn vừa nhạt thật. Nhìn mặt mà không thể bắt hình dong được. Người bận rộn nhưng có khi cái tâm người ta lại rất là yên, thoải mái, an nhàn đúng không? Người mà ngồi không làm gì nhưng có khi là có rất nhiều những mối lo trong cuộc sống. Vì vậy là mỗi người sẽ có một sự lựa chọn cho riêng mình. Bận rộn mà để mọi người nhìn thấy cũng tốt, mà tự mình sắp xếp được những cái khoảng mà để mình không làm gì như chị Triều Xuân mong muốn đúng không ạ, cũng sẽ giúp cho chúng ta tìm được sự cân bằng trong cuộc sống. Cân bằng nó là một cái chữ nghe thì rất nhẹ nhàng, nhưng mà để có thể đạt được nó trong mọi trạng thái cũng như là mọi cái hình thái của cuộc sống ấy thì là một điều vô cùng khó khăn mà chúng ta cần phải rèn luyện mỗi ngày. Nhưng mà có những người nhá, Đức Bảo biết không, tôi thấy rằng là để có thể nhàn thân và nhàn đầu ấy thì có khi là họ lại tỏ ra mình vô dụng để đỡ bị lợi dụng. Đó, và đây đó cũng là một thuật ẩn thân đấy, người ta hay nói thế. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với nhau về chủ đề này vào tối ngày mai quý vị nhé. Còn bây giờ Điều Nhỏ Bé Kỳ Diệu xin được nói lời chào tạm biệt.